Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay 125i, nâng cấp gần 70 cũ thì có cái gì đặc biệt hay không? Phải công nhận một điều, cái dòng đời Future 105 hay là quay 125i, cái đèn LED hiện nay đang rất là hot. Kiểu dáng của nó đẹp mắt, lung linh trong từng góc cạnh, thúc đẩy được ý tưởng cho rất nhiều tay chơi trong nước dễ dàng tùy chỉnh cái mẫu xe này theo rất nhiều cách khác nhau. Một cốc đơn giản, người chủ đã thay đổi cái phần kính hậu cho nó gọn nhẹ hơn, hiệu năng quan sát thì không thua gì cái kính xin đâu nhé. Thêm vào đó là cái mặt nạ có sẵn luôn hai lỗ ốc để bắt được cái phần đầu trước. Bên cạnh, cái dàn áo cũng được khoét rộng hơn để đủ cái không gian bắt cùng hết Rainbow Asset. Phía bên trên, người chủ gắn thêm cái chiếc bình dọc Rainbow nhỏ đi cùng cái nắp CNC đến từ TBT. Lực quanh trước được trang bị heo của Rainbow Disc 2 bít xứng đi cùng cái dòng heo bấm đầu, lọt ốc inox đầy sáng bóng. Phần đĩa thắng trước mang cái trước là 220, cái lồng vàng thì đến từ của Takawa. Phần niên cũng không xa lạ với chúng ta là cái dòng SL Team, mức giá là rất mắc. Các bạn để ý, cái phần niên trước nó tới hai cái lỗ vành bồi cũng rất là lạ mắt. Mở cái yên lên, đẹp rất nhiều thì mới chịu, đó chính là cái nắp xăng của Kitako CNC màu đỏ. Một gói combo không bao giờ là mắc đối với chiếc xe này, đó chính là phần gác máy, chân chống inox, viền xung quanh là những ốc xe già sáng bóng. Nguyên một cái cabo toàn là vật liệu làm bằng titan, là cực đẹp, giá trị và rất cao, với đặt gia công một thời gian hơi lâu thì mới thành phẩm được. Cái chiếc xe được nâng cấp một cái dòng sau rất ỉ mái bằng phục Holy Monkey, một trong những hàng đồ chơi phụ kiện là sang chảnh. Nhìn vào ta cảm giác cái phục này nó rất đơn giản, tuy nhiên giá của nó không giản đơn chút nào, 16 triệu một cặp. Xe chia 110 dọn hết bài với cái size cực đẹp, là một trong những cái tay chơi không hài lòng với phong cách nguyên bản. Anh chủ đã lên ý tưởng làm mới cái chiếc Suzuki Sachi của mình thay đúng phong cách điều khiển nhẹ nhàng, đi cùng những hiệu năng siêu việt, giúp chiếc xe trông là phong cách độc đáo hơn hiện tại. Ở dòng của mình, cái cụm công tắc Domino phải kết hợp cùng với cụm gạt Domino đen đến từ Ý. Hành trình này siêu ngắn, giúp địa bàn hơn. Phần móc tay sản phẩm đến từ của Active kết hợp cụ chung CC, mang một làn gió mới là Rainbow. Phần tay thắng sản phẩm đến từ Rainbow, phiên bản tháo phô có lớn, tích hợp thêm tay thắng của CC. Cái cụm con cũng chính là phiên bản khác của dòng là CC. Tuy nhiên cái dòng sản phẩm này mức giá thì dễ thở hơn rất nhiều so với cái bản là CC. Ưu điểm của nó có thể thay đổi cái phần tay thắng thành các phiên bản màu như là Carbon, Payline hay là IC2. Nó bật hơn nữa khi nhìn vào phần ghim đông đen và cái cụm công tắc thì đến từ Honeywiz, tích hợp rất nhiều nút bấm trên người chủ, thêm nhiều chức năng cần thiết. Tiếp đến cái phần ghim đông, một điểm nhấn là cái dàn ốc V5. Và ra mình còn thấy thêm cái đồng hồ Casio Powerwall được chế thêm cái phát bắt ngay phần ghim đông. Dàn chân cứng cáp mâm Rainbow 8 cây được người chủ lựa chọn để làm lạ hơn cái phần dàn chân. Mẫu mâm này không phải là sản phẩm dành cho rider xe chìa nên lắp qua bắt buộc phải tinh chỉnh rất nhiều chi tiết. Ngay cả cái phần đĩa trước được lấy từ phiên bản Sonic 10 cũng phải làm thử lòng thì mới có thể bắt được vào cái mâm này. Heo của Rainbow 4 bít xứng cho được phanh mạnh mẽ hơn cho chiếc xe. Hai thở thì lên Duo RM kết hợp cùng với cổ Titan, tạo ra thứ âm thanh quy lực mạnh mẽ hơn con xe chạy từ máy cao. Phần tay đặt Nissin phiên bản cho cái chiếc phần lớn được tích hợp bình dầu liền khu nhìn cũng rất là gọn gàng. Còn đây cái dàn chân sau, heo Rainbow logo đỏ 2 bít xứng, đi cùng thắng của Asilo kích thước là 220, giúp bố cắn hết được mặt đĩa. Chúng ta không quên kể về cái phục S bình dầu rời, một dòng thánh giảm sốc tầm trung nhưng được nhiều tay chơi là chịu chi, bởi vì cái tâm màu nó đặc trưng của cái sản phẩm và có thể tăng thêm cái sự đẹp trai cho con xe của bạn, lắp đầy khoảng trống dưới gầm xe một cách hoàn hảo nhất. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại nét đẹp của con chiến mã này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên nhớ like và subscribe.